Hello, thỏ thơ mỏ, Slim xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm video clip về con thỏ này. Một chú thỏ thợ mỏ và rất nhiều đồ đạc này anh em ơi. Ok, sơ qua về cái kỹ năng của Slim. Với khả năng là sau hai đòn đánh thường thì đòn đánh thứ ba sẽ được xuyên thủng mục tiêu, sát thương lên các mục tiêu phía sau và gây thêm 1,3 lần sát thương vật lý nhá. Đó là cái chiêu nội tại của Slim, nó gần gần giống nội tại của Ngộ Không ấy, nhưng mà hết sức là bá đạo. Rồi, chiêu 1 là lao cơ khí và có khả năng là phi nao khoảng cách rất là xa, làm nếu mà trúng mục tiêu sẽ làm choáng nha, đồng thời tăng tốc độ đánh cho Slim. Đó. Rồi, chiêu thứ hai là soi cơ khí, đây là chiêu nhảy của Slim và đồng thời là tăng công vật lý cho Slim. Và chiêu cuối, chiêu này thì nó sẽ giúp Slim tăng tốc độ chạy nha anh em trong 8 giây. Đó, nếu mà anh em trong thời gian này anh em tiêu diệt tổng hỗ trợ tướng địch thì anh em sẽ cộng thêm 3 giây nữa. Đó, có thể là nếu mà anh em tiêu diệt tướng địch trong suốt cái quãng thời gian mà giao tranh ấy thì có thể tăng cái thời gian búp tốc chạy lên rất là nhiều. Rồi ok. Và đồng thời sau khi kích hoạt chiêu cuối thì anh em sẽ nghĩa là ăn cà rốt ấy sẽ đòn đánh thường sẽ cộng thêm 4% máu tối đa của tướng địch thành sát thương vật lý nhá, và tối đa là của chiêu thức ở level 3 là 6%. Như vậy là Slim có nội tại đánh vào máu rồi. Rồi ok, đây là một con tướng rất cần tốc đánh ở giai đoạn đầu game, chính vậy sang phần nối trang bị cho Slim. Rồi, nối trang bị đi rừng anh em. Đồ đầu tiên chính là kiếm truy hồn, không phải bàn, tốc chạy tiếp tục bây giờ là mốt là giày kiên cường rồi, giày kháng phép mà anh em và kháng hiệu ứng. Tiếp theo đồ công mình sẽ lên kiếm pha ly, tất nhiên là phải tận tốc đánh cho Slim rồi, vừa có tốc đánh này vừa có hút máu rồi. Sau đó mình cần thêm một đồ chí mạng để phát huy cái nội tạng của Slim bắn thấm hơn. Sau đó là phải cần đồ xuyên giáp rồi, bởi vì kể cả nội tại rồi các đồ của Slim đều là sát thương vật lý mà phải có xuyên giáp lên game bắn thấm. Đồ tiếp theo là đồ thủ cho Slim, bởi vì công quá nhiều rồi cần một đồ thủ. Đồ thủ thì các bạn có thể lên những món đồ sau, hoặc là giáp hộ mệnh, ok, đều rất tốt, hoặc là view Nivoga, ok, đó, vừa có khả năng làm chậm này, tăng tốc độ chạy thêm khi đánh trúng tướng địch này. Đó lại còn có rất nhiều giáp và giáp phép, cộng 1.200 máu nữa. Rồi đây là lối trang bị Slim của mình anh em. Và đặc biệt là Slim ở trong mùa 4 này được tăng thêm tốc chạy cơ bản nữa rồi, thì đúng chất thỏ luôn, chạy rất nhanh. Còn bằng Ngọc, Ngọc thì mình vẫn dùng bảng Ngọc như các bảng Ngọc xạ thủ khác thôi anh em ơi. Thì nói chung là sẽ tiết kiệm được khi anh em chơi cả Slim, chơi cả Felix, rồi chơi cả Violet, rồi là Cross, đều dùng những bảng Ngọc cho sát thủ như thế này. Nói chung là rất là tiết kiệm. Rồi Ngọc đỏ thì mình sẽ ép full 1,6% tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì mình sẽ ép ngọc 60 máu tối đa, 0,5% tỷ lệ chí mạng 5 viên, và 5 viên 1,6% hút máu. Còn ngọc lục thì sẽ là công vật lý 0,9 và xuyên giáp 6,4. Nếu các bạn không có điều kiện mua ngọc cấp 3 thì hãy dùng ngọc cấp 2 vừa rẻ lại còn vừa mạnh. mạnh với hơn ngọc cấp 1 thôi chứ không thể mạnh vào ngọc cấp 3 được. Ok. Ngọc đỏ thì anh em sẽ em ngọc 1% tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì anh em sẽ ép ngọc tốc đánh 0,4% và hút máu 0,8%. Ngọc lục thì sẽ là ngọc máu tối đa 13,5 và xuyên giáp 3,8. Ok, sang ngọc rồi. Ok, sang phần trận đấu cho Slim anh em ơi. Đội hình team mình thì có hai người đi rừng rồi. Thì chắc là mình sẽ nhường việc đi rừng cho Darkrai. Mình sẽ đi lên rồng cùng Alice, hoặc là Alice có thể đi hỗ trợ đi Ram hỗ trợ Darkrai đều rất là tốt. Rồi, đội hình như vậy là khá là ổn rồi. Còn bên team bạn thì lại là Tara đi rừng. Đội hình team bạn là khá là thiếu sát thương anh em ơi. Theo mình là thiếu sát thương ở giai đoạn đầu game, rất thiếu sát thương nha, rất là may.
Thiếu sát thương mắt mình khó hơn, nhưng mà team bạn lại khống chế quá cứng từ Roma và Gindu. Hết sức khó khăn nhá, rất cần Alice và Aneter. Chứ đội hình team bạn thì cứng hơn team mình rất là nhiều, trâu hơn team mình rất là nhiều, thiếu đam thôi nhưng mà tăng trâu. À không được đi rừng anh em ạ. Tao không đi rừng thì thỏ đi ra vệ đường cắn cỏ thôi. Mà cái phiên bản 14 này mà học theo cái chiến thuật của Đài Loan, mình vẫn có thể là đi lên mà cầm bảng hỗ trợ chứng chỉ rất là tốt. Có thể anh em cầm Violet, có anh em có thể cầm Slim. Hai rừng một trận đấu thì bây giờ đó là cái điều mà anh em chấp nhận rồi, chứ mà không bị chửi nữa, bởi vì nó rất là mạnh mà, làm gì bị chửi nữa. Như phiên bản mùa 2, mùa 3 anh em mà chơi như vậy thì chắc chắn là bị chửi sắp mặt rồi. Đặc biệt trong phiên bản tới thì chắc là món đồ kiếm truy hồn có thể là thay đổi nhá, nó sẽ được tăng chút xíu sức mạnh. Bởi vì cả điều Leviathan được tăng sức mạnh rồi, cả Gươm Loki tăng sức mạnh thì tại sao kiếm truy hồn không được tăng sức mạnh ấy? Rồi, choáng chuẩn xác. Cách đánh con này thì cũng hết sức đơn giản thôi, thì quan trọng là anh em phi chiêu cuối chuẩn xác, à chiêu 1 chuẩn xác, làm choáng này, sau đó nhảy chiêu 2 lên, đó, nhảy ấy, chạy. Chạy không để chạy được rồi. Rồi giai đoạn đầu game thì mình cứ farm thôi anh em ạ. Vậy Slim late game rất là mạnh, tầm giữa game và late game rất là mạnh, đầu game thì khá là yếu. Đi đánh hết sức cẩn thận anh em. Rồi rồi, con rồng này thuộc về chúng mình. Rồi, có mang luôn. Thơm. Thơm ấy phiêu rồi. Lợi thế rất nhiều trận đấu này anh em ơi. Ăn chim nên chim. Ok. Nếu mà cầm chứng chỉ mà đi lên boss thì anh em phải kiểm soát được cái con chim nhá. Đừng để mất chim. Bạn nào mà để mất chim thì hết sức là nguy hiểm. Tất nhiên là mất chim là hết sức nguy hiểm rồi, đau đớn vô cùng. Ấy đoán nhầm hướng rồi. Trúng không? Không trúng rồi, khá xa. Rồi. Bật chiêu cuối lên đập rồi là Tara tìm bạn quá lẻ loi, quá đơn độc. Bắn. Ấy, Oma. Thôi nhảy thôi. Bắt Slim cũng hết sức khó. Khi mà anh em nên thủ chiêu 2 để tránh tình trạng là bị áp sát nhá. Bị áp sát thì nhảy chiêu 2 lùi về sau. Chính vì vậy thì vào giao tranh em cứ kích hoạt chiêu ném chơi một kích hoạt chiêu cuối thôi, bắn sau đó dùng chiêu 2 để chạy hoặc là truy sát rất là tốt. Trong trường hợp trực chạy thì anh em nhớ là nhảy qua tường thì càng tốt nhé. Rồi team bạn rồng này Aneter ơi. Rồi chỉ mình ra cướp rồng nào, T tái này ấy.
tế tái và tướng địch. Trời ơi, lâu lôi lôi toàn tập không cướp được. Rồi đuổi theo, bắt 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 chúng rồi ấy, chúng Kret, bắt luôn Kret này, bắt này bắt này bắn này. Rồi ok, rồi thôi 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 thôi, trụ bắn thấm quá. Ta ra truy sát mình. Phải cố gắng kiểm soát con chim nha. Đấy, chim của mình rồi. Chim của mình thì vẫn là của mình thôi. Kinh quá, bắn nội tại bạn ơi. Rồi, bắn. Rồi, địch ngay mà. Tôi luôn luôn luôn. Ở đây mình nhảy vào áp sát. Ôi, ui, xíu đưa chết rồi. Hết sức nguy à. Toàn tướng trâu bò rồi. Rồi rồi, bọn team bạn bắt đầu băng trụ rồi đấy. Cửa hết hóa trà băng trụ như đúng rồi. Nhìn đu trên bạn là phàm rất là xanh. Đúng rồi, chiến thuật đi chung mà để cho đừng đi nè, bút bút đẩy đường rất tốt, là cross mà. Đấy ấy ấy, bắt thỏ lại, đập này, bắn này, anh đứng lại anh ơi. Chạy gì nhanh vậy, chạy nhanh hơn cả thỏ kìa. À, chiến thuật 1-4 của bạn Alice là đang đang ngồi chỉ huy cả team với chiến thuật 1-4 của đấu ra. Ờ, lôi 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 xíu. Rồi rồi, Tara ơi, Tara, ok. Từ này cứ được được bạn Alistair tóm cho bắn sướng thật. Cứ đứng sau mà bắn thôi, hết sức là việc nhẹ nâng cao. Có hai tướng hỗ trợ khống chế cứng như Anis và Alistair này này. Anh rất sướng nha. Rồi, dính triệu, bắn, bắn, rồi ok. Đơn giản quá anh em ơi, anh em rất tuyệt vời. Rồi cứ đứng sang bắn thôi, rất đơn giản nha. Cái chiều cuối là cái cả chiều cuối là đứng bắn thôi, được nhẹ lên cao mà anh em đánh thỏ là như vậy thôi, không phải phô diễn quá nhiều kỹ năng đâu. Ấy, choáng lúc đầu. Tính choáng của mình ở khoảng cách xa thì thôi xác định là choáng rất là lâu. Rồi 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 rồi, cờ đét tìm bạn bây giờ nói bậy rồi. À đét ấy ấy, Ginnu vẫn có giáp nhỉ. Ôi choáng choáng, ôi ôi
Tara chạy làm sao được. Ok. Đây trụ, đây trụ, đây trụ. Ấy, lỗi tại bắn trúng tướng địch làm mình mất máu. À, trụ đánh mình. Thôi lui về thôi. Rồi tầm đồ này thì bắn rất sướng anh em. Slim cứ có tầm 3 đồ đánh rất là sướng. Rồi. Ấy ấy. Cờ đét. Hổ báo này. Bắn 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 tay hổ báo này. Bắn. Vậy. Ném nạp vũ khí ở chúng ma. Rồi ok. Quay ra bắn thôi. Bắn 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 bắn. Này đi. Cứng này, cứng này. Ấy này, bất tử ạ, à? Bất tử nè. Rồi ok. Được đứng bắn rất là sướng em ạ. Đánh xạ thủ như kiểu Slim mà được đứng bắn thì thôi, xác định là tìm bắn nát, nát, nát. Nát không còn cái gì để mà vá nữa. Thì mình nên cái kiếm Buda Masa đấy, thử, thử 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 chấm dứt tìm bạn. Chấm dứt trận đấu này, không còn gì để đánh nữa. Tăng châu đến đâu thì cũng phải phế thôi. Kích hoạt chiêu cuối là đánh phần trăm máu này, cầm quần đồ là kiếm Pali rồi. Uầy uầy uầy. Rồi hay quá. Chạy. Dính ngay chiêu cuối của Alice team mình. Không được, team bạn khống chế kinh quá. Hết sức cẩn thận nữa. À, mất Trin trận này đấy. Phải cố gắng giữ Trinh cho thỏ chứ. Thỏ là sỏ mất tờ đi nghĩ là thành thỏ, thỏ lứa ngay. Ôi khắc tinh của Tara rồi, Tara ơi. Tara úy nịch. Chạy nhanh thật đấy. Vậy. Rồi ok. Chạy làm sao được. Tìm mình đông như vậy. Ok. Giáp hoặc mệnh hoặc là điều yoga nha em. Đồ cuối. Wow. Không khóa mình mà đứng dùng chiêu cuối à. Anh em dùng cái đu mà anh em phi thân lên, anh em dùng chiêu 1 xong anh em phi thân chiêu 1 lên xong anh em bắn nội tại xong anh em dùng chiêu cuối thì nó sẽ làm là đẩy tướng địch ra, và nhiều khi là chiêu cuối không được ở phần trung tâm. Phải dí chiêu cuối tướng địch ở phần trung tâm ý thì nó mới choáng lâu. Kể cả có cả cái giày kiên cường thì vẫn bị choáng rất lâu nha. Ấy ấy ấy, trận này có Enter và Alice khống chế cho mình cứ được việc bắn thôi, hết sức là đơn giản. Rồi bắn hết bắn cả thế giới. Gặp em nào bắn em đấy. Rồi ok. Và video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào các bạn nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.